Thưa quý vị, hôm nay ngày 14 tháng 10 năm 2021 tròn 91 năm ngày thành lập Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 91 năm qua, Hội Nông dân Việt Nam không ngừng phát triển, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên nông dân, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Trung ương Hội Nông dân càng thể hiện rõ vai trò quan trọng trong việc kết nối và hỗ trợ nông dân thông qua các chương trình ý nghĩa như là triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình, cùng cả nước vượt qua đại dịch bệnh COVID-19. Gần 10.000 tấn nông sản cùng với hơn 179 tỷ đồng bằng tiền mặt và hàng hóa thiết yếu của nhiều địa phương, doanh nghiệp, đoàn thể và các cá nhân trên khắp cả nước đã được kết nối và hỗ trợ đến tay người nông dân thông qua Trung ương Hội. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư vừa qua diễn biến phức tạp, lây lan nhanh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, lưu thông, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Đặc biệt tại những vùng đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, nhiều mặt hàng nông sản bị tồn đọng với khối lượng lớn, giá giảm sâu, thậm chí là phải đổ bỏ, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế của hàng triệu nông dân. Phát huy tinh thần đoàn kết, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã kêu gọi nhiều địa phương, doanh nghiệp, cá nhân, đoàn thể ủng hộ của cải vật chất và kết nối tiêu thụ nông sản hỗ trợ nông dân đang gặp khó khăn do COVID-19. Những chuyến hàng không vì mục tiêu lợi nhuận đã giúp bà con giảm bớt khó khăn trước tác động của dịch COVID-19. Quảng Ninh đã phát động cán bộ, hội viên nông dân tuyên truyền vận động hỗ trợ cái nông sản cho nông dân với cái kết quả là được trên 700 tấn với cái lượng tiền mặt là trên 2,5 tỷ đồng. Đây là một trong những cái cách để tiêu thụ nông sản cho nông dân, cũng là một cái cách để khuyến khích người dân tiếp tục đầu tư vào phát triển nông nghiệp. Song song với việc đó là để phát triển hai cái lĩnh vực, vừa phòng chống dịch và vừa phát triển kinh tế. Trong thời kỳ mới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội viên nông dân cả nước phát triển kinh tế, tổ chức hội nông dân các cấp trở thành điểm tựa vững chắc cho hội viên, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Vâng, thưa quý vị, kết nối tiêu thụ nông sản và tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19 là hai trong số nhiều những hoạt động nổi bật nhất của các cấp hội nông dân trong thời gian qua. Từ đây đã có nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực tạo sức lan tỏa đối với cộng đồng. Những hoạt động này sẽ tiếp tục được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát huy trong thời gian tới. Vậy cụ thể đó là những giải pháp đồng hành như thế nào? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những cái kết quả mà chúng ta đã đạt được trong các cái chương trình hỗ trợ và tiêu thụ nông sản giúp bà con nông dân trên khắp cả nước trong bối cảnh đại dịch vừa qua thì đã đạt được như thế nào ạ? Thì vừa qua thì nói về cái dịp Covid cách ly thì quan điểm chỉ đạo của Trung ương đó là các tỉnh tích cực làm mạnh đấy, chúng ta không nhất thiết là phải có báo cáo ngay Trung ương làm gì, nhưng mà hỗ trợ thì thông qua cái hỗ trợ đó thì nó động viên và người nông dân rất phấn khởi là không bị bỏ rơi. Trước hết là như vậy, là trong lúc khó khăn nhất thì có tổ chức hội vào cuộc hỗ trợ giúp đỡ cho nông dân tiêu thụ, thì có những cái mô hình, có những cái hình ảnh có thể nói là nó rất xúc động, nó rất là tình cảm đấy. Buổi sáng ra là đồng chí chủ tịch hội cơ sở đi xuống các cái thôn bản, các cái vùng ấy, để thống kê xem là các cái sản lượng nông sản nó còn bao nhiêu, cần bao tiêu thụ thế nào, về tổng hợp để thông báo để kết nối, nó rất là tuyệt như vậy. Thế rồi là có những cái vùng mà nó cái nông sản nó có ít thì bản thân cán bộ hội cũng tổ chức ra một cái tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản, đấy, tổ chức một cái đội đi làm ship, đấy, đi bán hộ nông dân, rất là hay. Từ nhỏ đến lớn, tức là quy mô xã nó giúp huyện cũng tổ chức, tỉnh tổ chức và trung ương kết nối tổ chức, thì nó tạo ra một cái hệ thống hỗ trợ cho người dân. Cái số lượng nó là một phần, nhưng mà một phần cái lớn là động viên tinh thần người nông dân trong cái lúc khó khăn, để người nông dân không bỏ sản xuất, phải duy trì sản xuất trong cái đại dịch như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là rất cần người nông dân, bản thân người nông dân rất cần là tiêu thụ được sản nông sản. Vâng, thưa mọi người, với bối cảnh hiện nay đó là gì ạ? Đó là hàng triệu người nông dân ở các thành phố lớn và các khu công nghiệp đã di cư trở về các vùng nông thôn, để thấy được rằng là nông nghiệp hiện nay vẫn là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế đất nước. Vậy thì trong những thời gian vừa qua và trong những cái tình hình này thì Hội Nông dân Việt Nam đã có những cái giải pháp trước mắt và về lâu dài như thế nào để có thể hỗ trợ và giúp đỡ những đối tượng là những người nông dân di cư từ những thành phố lớn về nông thôn trong thời gian vừa qua ạ? Cái làn sóng đại dịch Covid lần thứ tư vừa rồi thì một lần nữa có thể chúng ta khẳng định rằng nông nghiệp, nông dân, nông thôn thực sự là một cái trụ đỡ hết sức quan trọng cho cái phát triển kinh tế của đất nước cũng như cho cái ổn định chính trị ở nông thôn. Có thể nói thì chúng ta thấy rất rõ như vậy. Thì qua cái làn sóng di cư vừa qua thì chúng ta lại thấy rằng là nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một cái địa bàn hỗ trợ hết sức đắc lực cho những cái vấn đề mà nó khủng hoảng đó.
từ khủng hoảng kinh tế cũng như là khủng hoảng những cái đại dịch vừa qua. Thế thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là một cái lực lao động rất là lớn từ các thành phố di cư về nông thôn, thì trong đó có cả công nhân các khu công nghiệp này, có những người lao động tự do ở các cái ngành nghề phi nông khác. Thế thì hội nông dân chúng tôi cũng trước mắt là chỉ đạo các cấp hội, trước hết là cái tổ chức cái vận động để động viên hỗ trợ tại chỗ. Ngay buổi sáng hôm nay thì khi mà họp hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thì đây cũng là vấn đề mà chúng tôi đề xuất với hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội, đó là phải tham mưu có cái chính sách, có cái nguồn lực để tạo sinh kế cho họ. Trước hết là cũng phải giúp họ cái cần câu, phải không ạ? Có cái vốn, có cái nguồn vốn để họ có cái tạo cái việc làm cho họ, để ổn định cái đời sống cho họ. Dạ vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của ông ạ.